Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc tại Vĩnh Phúc. Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan làm việc với Tổng giám đốc công ty Honda Việt Nam. Xét công nhận huyện Vĩnh Tường đạt chuẩn nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, đoàn công tác ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình kết quả thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2021. Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Cùng đi có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo một số bộ, ngành và văn phòng chính phủ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Chí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Báo cáo với Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương hòa Bình và đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì cho biết, những năm qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các mặt như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Đặc biệt, thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2021, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp như tăng cường thực hiện các giải pháp sáng kiến đẩy mạnh cải cách quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rút ngắn quy trình xử lý, cắt giảm thời gian và chi phí thực hiện 825 thủ tục hành chính, kiện toàn và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 100% sở ngành. Áp dụng phần mềm Zalo trong việc tra cứu, thông báo tình trạng giải quyết và kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Hiện 100% các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã được đầu tư xây dựng hệ thống mạng nội bộ, kết nối internet. Việc xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng được triển khai đồng bộ đến 20 trên 20 sở ban ngành, 9 trên 9 huyện, thành phố và 136 xã phường thị trấn. Đã có 366 danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện các chính sách dân tộc năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Vĩnh Phúc đã bố trí 28,5 tỷ đồng từ ngân sách để triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả chính sách dân tộc trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh còn 5,5%, thấp hơn so với cả nước là 22,2%. Tỷ lệ hộ cận nghèo còn 12,2%, thấp hơn so với cả nước là 13,2% phát biểu với phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình và đoàn công tác bí thư tỉnh ủy hoàng thị thúy lan đã làm rõ thêm kết quả đạt được cũng như những mục tiêu định hướng tỉnh đã đặt ra để phát triển kinh tế nói chung và thực hiện chương trình cải cách hành chính nói riêng của tỉnh trong thời gian tới Đồng chí khẳng định, bên cạnh nỗ lực của tỉnh, rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính phủ. Đồng chí đề nghị chính phủ sớm ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở để địa phương triển khai thực hiện cần có thêm những cơ chế chính sách riêng dành cho những tỉnh có nguồn thu ngân sách lớn nhằm tái đầu tư phát triển xã hội và khuyến khích đội ngũ cán bộ công chức viên chức nâng cao khả năng sáng tạo, hăng say lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kết luận buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao kết quả Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh Vĩnh Phúc là tỉnh có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực và quốc gia. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục phát huy các tiềm năng thế mạnh lớn của tỉnh trong phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, lâm nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nâng cao chất lượng đời sống người dân, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cố gắng làm thế nào siết chặt kỷ luật kỷ cương để phục vụ nhân dân cải cách cái bộ máy hành chính nhà nước các cái quy trình thủ tục bên trong cải cách bộ máy bên trong đỡ qua nhiều khâu và chấp hành nghiêm cái kỷ luật về thời gian tiếp nhận xử lý rồi trả hồ sơ và gắn với trách nhiệm người đứng đầu để mà ngắn gắn cái trách nhiệm người đứng đầu đây là phải xây dựng thể chế có chế tài có khen thưởng có kỷ luật Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm tỉnh cần thực hiện, đó là gắn cải cách hành chính, thực hiện các chính sách dân tộc với việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng trình đốn đảng, tăng cường tuyên truyền quán triệt các chủ trương, quan điểm, nghị quyết của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính và công tác dân tộc thúc đẩy tiến độ triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử theo chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ đồng thời tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn kết chặt chẽ các chính sách tinh giản biên chế và thực hiện nghiêm quy định của chính phủ về đánh giá công chức viên chức tăng cường công tác theo dõi đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức nói chung cán bộ làm công tác dân tộc thực hiện chính sách dân tộc nói riêng tập trung phát triển kinh tế văn hóa xã hội bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Trước đó, đoàn công tác Ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ đã tới thăm mô hình trồng cây dược liệu ba kích, chăn nuôi gia cầm và sản xuất đồ mộng của gia đình bà Lý Thị Man, dân tộc Sán Diều ở thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo và kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh. Chiều nay, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh đã có buổi làm việc với ông Keisuke Suruzono, Tổng giám đốc công ty Honda Việt Nam về thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô. Cùng dự có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Theo đánh giá của Honda Việt Nam, thị trường ngành công nghiệp ô tô Việt Nam còn nhỏ, công nghiệp phụ trợ chưa phát triển, hiện tại sản xuất ô tô tại công ty Honda Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Năm 2019, công ty sản xuất gần 10.000 ô tô, tỷ lệ nội địa hóa còn thấp mới chỉ đạt 20% và dự kiến tăng tỷ lệ nội địa hóa lên 40% trong thời gian tới. Công ty Honda Việt Nam cho rằng, lắp ráp động cơ là quy trình trọng yếu để nâng cao kỹ năng và bí quyết để phát triển ngành công nghiệp ô tô trong tương lai. Công ty đề xuất với chính phủ và các bộ ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt theo hướng miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho phần lắp ráp trong nước và áp dụng cho từng giai đoạn, bắt đầu từ hàm lượng nội địa hóa thấp để khuyến khích nội địa hóa có chính sách hỗ trợ cho lắp ráp động cơ để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ. Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục hỗ trợ để công ty thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đồng thời chuyển các ý kiến kiến nghị của công ty tới chính phủ, các bộ ngành trung ương giải quyết. Tổng giám đốc công ty Honda Việt Nam, Keisuke Surujoko đánh giá cao về hành động ứng phó với dịch COVID-19 của chính phủ Việt Nam và tỉnh Vĩnh Phúc và những hoạt động hỗ trợ sát xa sao của chính phủ cũng như tỉnh Vĩnh Phúc để công ty vượt qua khó khăn, ổn định phát triển sản xuất. Với triết lý của công ty là tôn trọng chính phủ, khách hàng và đối tác, công ty mong muốn tiếp tục có nhiều hoạt động trao đổi thông tin với tỉnh Vĩnh Phúc để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Các ý kiến tại buổi làm việc cho rằng, để giảm giá thành của ô tô thì phải nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Về nội dung này, chính phủ Việt Nam cũng như tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách để thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợ cho sản xuất ô tô xe máy, đồng thời có cơ chế chính sách thu hút các doanh nghiệp phụ trợ vào đầu tư cũng như chính sách ưu đãi để doanh nghiệp phụ trợ phát triển sản xuất cung ứng linh phụ kiện cho ngành công nghiệp ô tô xe máy. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, quan điểm của Vĩnh Phúc đó là công nghiệp là trụ cột và sản phẩm ô tô xe máy sẽ là sản phẩm chủ lực của công nghiệp Vĩnh Phúc trong hiện tại và tương lai. Về định hướng phát triển ngành công nghiệp ô tô, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, nội địa hóa là nền tảng cho ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam phát triển, đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương. Do vậy, công ty không ngừng nâng cao năng suất lao động và người vĩnh phúc làm chủ được công nghệ các sản phẩm của công ty phải có giá trị gia tăng cao đồng thời sản xuất được những linh phụ kiện quan trọng về tăng tỷ lệ nội địa hóa tỉnh sẽ tiếp tục xúc tiến đầu tư để thu hút doanh nghiệp phụ trợ cho công ty honda việt nam và các doanh nghiệp trên địa bàn ngoài các sản phẩm ô tô xe máy công ty nghiên cứu sản xuất các máy móc khác như máy phát điện máy nông nghiệp máy móc y tế cho thị trường việt nam và vĩnh phúc Tỉnh sẽ dành một khoa của trường Cao đẳng người Vĩnh Phúc chuyên đào tạo về công nghệ ô tô xe máy cho doanh nghiệp và quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công ty Honda Việt Nam phát triển sản xuất kinh doanh. Với những đề xuất kiến nghị của công ty, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành nghiên cứu và chuyển đến chính phủ các bộ ngành liên quan giải quyết theo thẩm quyền sáng nay ban dân vận trung ương phối hợp với đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam ban cán sự đảng tòa nhân dân tối cao và ban cán sự đảng bộ tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác dân vận trong hoạt động hòa giải đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa nhân dân tối cao đồng chí lê thành long ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tư pháp đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng ban dân vận Trung ương, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, hòa giải là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan hành chính và tư pháp. Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác hòa giải. Thực tế cho thấy trong 6 năm qua, các tổ hòa giải ở cơ sở trên phạm vi cả nước đã tiến hành hòa giải trên 875.000 vụ việc, trong đó hòa giải thành công gần 708.000 vụ việc, đạt tỷ lệ gần 81%. Hầu hết các vụ việc khi hòa giải thành, các bên đều có ý thức tự giác thực hiện theo thỏa thuận và không có nhiều vụ việc được các bên yêu cầu tòa án công nhận kết quả hòa giải thành. Tại hội nghị đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các bộ ngành phải đưa ra những biện pháp cụ thể thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải trong tình hình mới. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị các cấp các ngành các địa phương cần phải tiếp tục làm tốt công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, phải có những đột phá trong công tác hòa giải, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường công tác tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên. Tại hội nghị, trên cơ sở ý kiến kiến nghị của các đại biểu, ban tổ chức sẽ tổng hợp tham mưu với các cấp chính quyền trong việc hoàn thiện thể chế pháp luật, các quy định nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận trong hoạt động hòa giải cơ sở trong thời gian tới. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Vĩnh Phúc, thảo luận bỏ phiếu đề nghị xét công nhận huyện Vĩnh Tường đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Chí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ năm 2011 đến năm 2019, huyện Vĩnh Tường đã huy động tổng nguồn vốn cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên 6.800 tỷ đồng. Trong đó, vốn huy động từ cộng đồng dân cư là trên 5.000 tỷ đồng. Đến nay, huyện không còn nợ động xây dựng cơ bản, thu nhập bình quân đầu người tăng từ trên 18,7 triệu đồng năm 2011 lên 46,2 triệu đồng năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,6% xuống còn 1,36%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã có sự thay đổi rõ rệt. Hiện nay, huyện Vĩnh Tường đã có 26 trên 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau khi các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, ban chỉ đạo tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu, 100% các thành viên ban chỉ đạo nhất trí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Vĩnh Tường đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì chúc mừng những kết quả mà huyện Vĩnh Tường đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2011 đến năm 2019, đồng thời đề nghị huyện Vĩnh Tường tiếp tục hoàn thành một số tiêu chí công trình còn lại của cấp huyện, đặc biệt là tiêu chí về môi trường tại một số khu vực đông dân cư có hoạt động thương mại dịch vụ nhộn nhịp, lượng rác thải phát sinh lớn, hoàn thiện hồ sơ trình ban chỉ đạo Trung ương để công nhận huyện Vĩnh Tường đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với các địa phương, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị văn minh không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt chú trọng nguồn lực, ưu tiên nâng cao chất lượng các nhóm tiêu chí về phát triển sản xuất, thu nhập cho người dân. Chương trình tiếp tục với những tin quan trọng khác. Chiều nay, đoàn công tác số 10 của tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Trung Hải, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện ủy Yên Lạc về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đề nghị huyện ủy Yên Lạc cần chuẩn bị kỹ hơn các văn kiện trình đại hội, đặc biệt là trong báo cáo chính trị cần bổ sung thêm các số liệu nêu bật những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội mà huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, làm rõ hơn những tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Đồng chí Nguyễn Trung Hải đề nghị huyện ủy Yên Lạc tiếp thu ý kiến tham gia của đoàn công tác để chuẩn bị thật tốt các văn kiện trình đại hội. Trong đó, huyện cần đánh giá rõ hơn kết quả đạt được trên các lĩnh vực bố cục, kết cấu báo cáo cần rõ ràng, cụ thể hơn theo từng lĩnh vực. Đồng thời, chỉ rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cho nhiệm kỳ tới. Đối với kịch bản chương trình đại hội cần bổ sung, sắp xếp lại một số nội dung cho phù hợp. Đồng chí Nguyễn Trung Hải cũng đề nghị huyện Yên Lạc tăng cường công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Yên khóa 20 tổ chức kỳ họp thứ 14 đánh giá tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Vĩnh Yên. Trong 6 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên ước đạt trên 31,6 nghìn tỷ đồng, giảm 6,97% so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt 960,5 tỷ đồng, đạt 62% dự toán. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư công được thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện đã giải ngân vốn đầu tư công trên 108 tỷ đồng, triển khai thực hiện 54 dự án, các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã triển khai đầy đủ và kịp thời việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Toàn thành phố giải quyết việc làm mới cho gần 690 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%. Trên cơ sở kết quả 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, đó là tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020 ở mức cao nhất, đồng thời tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành thảo luận, giám sát, chất vấn và thông qua 11 nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện, từ đó thiết thực hỗ trợ giúp đỡ các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, vơi đi khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống cùng hội chữ thập đỏ tỉnh tới thăm một số gia đình nghèo sẽ được xây tặng nhà trong thời gian tới. Chúng tôi cảm nhận sâu sắc những câu chuyện ấm áp, đầy nghĩa tình mà những người làm công tác từ thiện, nhân đạo đã dành tặng cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở. Chị Ngô Thị Phượng ở xã Văn Quán, huyện Lập Thạch cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi chỉ vài tháng nữa thôi, mẹ con chị sẽ được sống trong một ngôi nhà mới khang trang, kiên cố hơn mà hội chữ thập đỏ tỉnh vận động xây tặng. Hoàn cảnh gia đình chúng tôi là chồng tôi mất rất là khó khăn hiện nay là tôi chưa có nhà ở được sự quan tâm của hội Như thập đỏ và các nhà hảo tâm giúp đỡ để tới đây mẹ con chúng tôi chuẩn bị xây ngôi nhà mới để ở thì cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn các nhà hảo tâm và hội chữ thập đỏ đã quan tâm giúp đỡ để mẹ con tôi chuẩn bị khởi công xây dựng và làm ngôi nhà mới. Trong giai đoạn 2015-2020, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã tập trung triển khai các phong trào và các cuộc vận động lớn như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, tháng nhân đạo, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo cùng với các hoạt động trợ giúp thường xuyên và cứu trợ đột xuất bằng nhiều hình thức phong phú, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tặng gần 120.000 xuất quà Tết, trợ giúp được trên 5.000 địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình nuôi 300 con bò sinh sản, hỗ trợ xây mới, sửa nhà, vật liệu xây dựng cho 241 hộ gia đình, tặng 786 xe lăn, xe lắc, tặng 534 suất học bổng cho các đối tượng gia đình có hoàn cảnh khó khăn. năm 2020 thì ngành ngân hàng chúng tôi cũng đã, đã có một chủ trương là sẽ tiếp tục đồng hành với hội chữ thập đỏ xây dựng những uh, uh, ngôi nhà uh, dành cho những người nghèo cũng như là đối tượng khó khăn để họ có những cái mái ấm uh, rồi là việc đúng cái tinh thần là không để ai phải bỏ lại phía sau các chủ chức của đảng cũng như chính phủ trong năm năm qua triển khai cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo hội chữ thập đỏ tỉnh đã tiến hành khảo sát và lập danh sách những địa chỉ nhân đạo thống kê các hộ nghèo những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ trên cơ sở đó hội đã vận động các tổ chức cá nhân giúp đỡ bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đối tượng không khó để bắt gặp những hình ảnh người nghèo được tặng gạo nhu yếu phẩm xuất ăn miễn phí trong cuộc sống ngày nay những việc làm hành động ý nghĩa ấy đã khẳng định được sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc cá nhân các thầy thì cũng đã đóng góp một phần để mà đồng hành cùng với hội chữ thập đỏ của huyện Vĩnh Tường cũng như tỉnh Phúc đến được trao được những cái phần quà gọi là nhỏ bé đến tận tay những cái người mà có những hoàn cảnh đặc biệt là khó khăn và khó khăn ở trong cuộc sống thì những cái phần quà tuy là nhỏ bé nhưng cũng một phần nào mà giúp họ cảm nhận được cái việc là nhà nước và các cái tổ chức xã hội rồi các cá nhân luôn luôn là những người mà đồng hành những người uh, quan tâm uh, đến họ để cũng như đúng trong cái tinh thần của, của đức phật để nói là mình uh, cứu khổ và mình ban vui người ta khi mà uh, thực hiện được những cái uh, việc làm như thế thì cái này cảm giác như là mình đã làm được việc rất có ý nghĩa mình thấy rằng là thương người như thể thương thân Hoàn cảnh mình khó khăn ngày xưa như thế nào thì mình lại thương cái người hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như thế để mình mà mình làm từ thiện. Từ 2013 đến giờ là tôi thực hiện về công tác đồng hành với cô Hà là chủ tịch cựu chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Yên Vương cùng với công tác của huyện nhà để mà thực hiện cái công tác chủ, hội chữ thập đỏ làm sao cho nó vững mạnh mà nó có một cái sức lan tỏa trong địa phương của xã, của thôn và cũng là xã yên vương cũng cộng tác với của huyện làm sao cho nó phát triển. Những việc làm ý nghĩa, ấm áp tình người mang tính nhân đạo sâu sắc, hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ hội chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đã và đang đóng góp có hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt trong việc đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm lo có hiệu quả cho các đối tượng xã hội đặc thù. Qua đó góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương mỹ phúc ngày càng giàu mạnh thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình vĩnh phúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại